Mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là có một button attach, nhấn vào sẽ hiện một dialog lên để chúng ta có thể nhập title của tab và description của tab. Sau khi nhập xong hai trường này, chúng ta nhấn OK thì sẽ lưu vào tab to do những tab chưa được thực hiện, còn nhấn cancel thì sẽ chỉ đóng dialog lại và không lưu gì cả. Tab vừa tạo có thể kéo thả như bình thường. Xin chào Việt Nam. Hôm nay các bạn hãy cùng tôi quá nhanh đi đến bài học tiếp theo của khóa học Angular Firebase. Ở bài học này thì chúng ta sẽ tạo mới thêm chức năng tạo mới một tab, và tab vừa được tạo mới sẽ mặc định là tab to do, nhiệm vụ chưa được làm. Đầu tiên thì ở trong file app.component.html chúng ta sẽ thêm một thẻ div với class là content grabber. Ở trong thẻ div này thì chúng ta sẽ thêm một button có sự kiện click bằng new tab. Chúng ta sẽ tạo sự kiện new tab ở trong file TypeScript sau. Tiếp đến thì ta sẽ sử dụng mask icon có tên là add, và tên của button chúng ta sẽ là add tab. Để sử dụng thư viện icon cũng như button thì chúng ta sẽ khai báo thư viện map button module của Angular Material. Các bạn nhớ là cũng phải khai báo ở dưới nữa nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào app.component.ts khởi tạo một constructor với biến là biến dialog, và chúng ta sẽ gọi mask dialog. Chúng ta sẽ khai báo thư viện này sau. Tiếp đến là sự kiện new tab kiểu trả về là void, và chúng ta sẽ gọi dialog reference. Chúng ta sẽ import thư viện ở trên mask dialog từ Angular Material thuộc dialog. Đây, chúng ta sẽ gọi bằng mask dialog. Chúng ta sẽ đặt tên là tab component dialog. Chúng ta sẽ khởi tạo độ dài là 270 pixel, và dữ liệu truyền vào sẽ là đối tượng tab của chúng ta, tức là khi ta chỉnh sửa thì sẽ có dữ liệu tab lên, còn nếu như chúng ta nhấn vào tạo mới thì sẽ trống, tab trống. Sau khi sự kiện close tab của chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy kết quả về các mảng của chúng ta. Chúng ta sẽ đẩy vào mảng to do, tức là mảng nhiệm vụ chưa thực hiện. Và trong app.component.ts chúng ta lại vẫn phải tiếp tục khai báo mask dialog module từ Angular Material dialog. Ở dưới chúng ta cũng cần khai báo nữa. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo mới một component có tên là tab dialog. Như vậy là đã chạy xong tab, chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Trong file tab dialog.component.html chúng ta sẽ vẽ ra giao diện của dialog thêm mới tab. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiển thị label, mask label là title,
Và sau đấy là một input để chúng ta nhập tên của task, tên của nhiệm vụ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khai báo tương tự cho description mô tả của task. Ở description thì chúng ta sẽ dùng thẻ text area, cũng tương tự như thẻ input nhưng thẻ này thì sẽ rộng hơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một button nằm trong thẻ deep mask dialog action. Button này sẽ có nhiệm vụ là close tab. Và trước khi close tab thì chúng ta sẽ đẩy dữ liệu xuống dưới và chúng ta sẽ tạo thêm một button cancel, sẽ không làm gì cả. Button OK vừa close tab vừa đẩy dữ liệu xuống TypeScript để xử lý. Như vậy là đã xong phần HTML. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai ở dưới file taskdialog.component.ts. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm thư viện inject, thư viện tiêm nhúng dữ liệu. Tiếp đến là thư viện mask dialog data và mask dialog ref. Tiếp đến thì chúng ta sẽ import class task để tiếp tục xử lý. Trong class task dialog component, chúng ta sẽ tạo ra một biến private tên là backup task, kiểu trả về là partial task. Tiếp đến ở trong constructor chúng ta sẽ khai báo một dialog ref và để public. Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một mask dialog data. Tiếp đến thì chúng ta sẽ viết sự kiện cancel kiểu trả về là void và chúng ta sẽ không nhận dữ liệu của button này. Chúng ta sẽ đơn giản chỉ là close đi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một interface tên là task dialog data. Tiếp đến chúng ta lại tạo ra một interface task dialog result result. Như vậy là mọi thứ đã gần hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ tiếp tục khai báo thư viện mask input và tiếp đến là thư viện form để chạy các sự kiện của form. Sau khi import thư viện form module ở trên thì chúng ta cũng cần khai báo ở dưới nữa. Các bạn nhớ nhé. Ok, chúng ta sẽ check một số lỗi. Import file vào đã, rồi chúng ta sẽ check một số lỗi chính tả đang còn hiện hữu. Chúng ta sẽ import thư viện task dialog, import file task dialog của chúng ta vào. Chúng ta sẽ kiểm tra một số lỗi xem. Này, đang sai file task dialog result. Rồi, một số lỗi chính tả nữa. Task dialog data phải viết liền. Partial require một biến thêm vào. Ok,
Vậy là không còn lỗi gì nữa. Chúng ta hãy chạy thử chương trình nào. Vâng, chúng ta sẽ thử attach. Ok, đã hiện hộp thoại. Chúng ta sẽ nhập title và description của task của chúng ta. Task của chúng ta sẽ là do exercise C, tập thể dục. Và mô tả sẽ là do exercise usually to get healthy, tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Task mới đã hiện và có thể drag and drop. Như vậy là đã hoàn thành. Chúng ta sẽ kiểm tra nút cancel. Cancel đang bị lỗi rồi. Các bạn là thừa một dấu ngoặc, bỏ đi. Đã sửa lại cancel đã cũng đã được rồi. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.